nếu mình sẽ được một cái kèo, nếu mà Kai đang giảm được cân mình sẽ tặng Kai 50 triệu. Gớ, giảm bao nhiêu ký luôn? Giảm bao nhiêu ký? 10. Dạ em giảm được 20 ký. Có một số bạn bảo mình là chị Simi đã bị thua kèo 50 triệu á. Thì đúng thật là mình thua thật, nhưng mà 50 triệu thì không có. Đấy, thì thôi cái đấy cứ để sau đi mọi người nha.